Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự quốc tế đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đang phân tích tầm bay của tên lửa Triều Tiên và các tính năng khác. Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất này diễn ra 15 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn ở khu vực phía tây nước này. Ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tại thủ đô Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên ông Subianto thăm Trung Quốc kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 2. Trong cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các phương diện với Indonesia, cũng như duy trì liên hệ chặt chẽ, thúc đẩy các dự án kinh tế khu vực và duy trì hợp tác hàng hải với Indonesia. Về phần mình, ông Prabowo tuyên bố ủng hộ phát triển một quan hệ gần gũi hơn, cũng như tiếp tục thúc đẩy chính sách thân thiện hơn với Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Indonesia, với hàng tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào các dự án tại quốc gia vạn đảo. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Nga đã hoàn tất soạn thảo dự luật siết chặt kiểm soát người nhập cư. Dự luật này được gấp rút hoàn thiện sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố làm 143 người thiệt mạng tại một nhà hát gần Moscow vào tháng trước với các nghi phạm là người nhập cư. Bộ trên nêu rõ dự luật mới có tên gọi về điều kiện nhập cảnh xuất cảnh vào từ Liên bang Nga của công dân nước ngoài và người không có quốc tịch, cũng như điều kiện lưu trú và tạm trú của những người này trên lãnh thổ Liên bang Nga. Dự luật mới mở rộng cơ sở pháp lý để sử dụng các biện pháp và phương tiện hiện đại trong kiểm soát việc nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Cụ thể, Nga sẽ áp dụng phương pháp nhận dạng sinh trắc học cùng với thủ tục nhập cảnh của nước này, đồng thời đề xuất một loại giấy tờ tùy thân duy nhất cho người nước ngoài trên lãnh thổ Liên bang Nga, thay thế cho tất cả các loại giấy tờ hiện tại nhằm xác nhận quyền cư trú và làm việc tại nước này. Tổng thời gian tạm trú của người nước ngoài tại Liên bang Nga hiện nay sẽ không quá 90 ngày trong vòng một năm. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Nga cũng đề xuất áp dụng lệnh trục xuất đối với người phạm tội hoặc những người gây ra mối đe dọa an ninh. Việc giám sát hành chính đối với hoạt động cư trú của công dân nước ngoài tại Nga sẽ được giao cho cảnh sát. Và theo thống kê, có khoảng 6,5 triệu công dân nước ngoài lưu trú ở Nga trong năm 2024, trong đó chủ yếu lao động đến từ các nước Trung Á, châu Á. Ngày hôm qua, Tòa Thượng thẩm Islamabad của Pakistan đã chấp nhận đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Imran Khan về tội tham nhũng và đình chỉ bản án 14 năm tù đối với ông. Tòa Thượng thẩm Islamabad cho biết tòa sẽ đình chỉ bản án của vợ chồng cựu Thủ tướng Khan cho đến khi có quyết định cuối cùng. Dự kiến bản án sẽ được đưa ra để tranh luận sau kỳ nghỉ lễ Eid. Cựu Thủ tướng Khan đang thụ án tù tại thành phố Rawalpindi vì các tội danh bao gồm kết hôn bất hợp pháp, làm lộ bí mật nhà nước. Điều này khiến ông không được phép nắm giữ bất cứ vị trí công quyền nào trong 10 năm. Và cho đến nay thì ông Khan đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng những động thái này nhằm ngăn ông tham gia chính trường. Ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc tấn công của Israel tại thủ đô Damascus của Syria đã phá hủy một tòa nhà lân cận đại sứ quán Iran. Truyền thông Iran cho biết, đại sứ nước này tại Damascus và gia đình không gặp nguy hiểm trong cuộc tấn công trên. Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh và hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở khu Meje tại Damascus. Tòa nhà này đã bị tàn phá nặng nề, các tòa nhà lân cận cũng bị hư hại. Theo Sana, người dân đã nghe thấy một vụ nổ ở vùng lân cận Damascus và lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn các mục tiêu thù địch. Hiện Israel vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan do triển vọng xuất khẩu và đầu tư công xấu đi. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2024 sẽ ở mức 2,8%. Thấp hơn so với mức dự báo 3,2% được đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng của Thái Lan hiện đang phải đối mặt với một số thách thức trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất chịu ảnh hưởng từ nhu cầu bên ngoài yếu và đầu tư công chậm lại do việc trì hoãn thông qua dự thảo ngân sách tài chính. Theo Ngân hàng Thế giới, du lịch và tiêu dùng cá nhân sẽ là động lực chính cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Trong khi đó, xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 5% trong năm nay nhờ thương mại toàn cầu thuận lợi.
Ngân hàng Thế giới dự báo khách du lịch trong nước sẽ đạt 90% mức trước đại dịch trong năm nay. Trong đó, du khách Trung Quốc, nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, dự kiến sẽ đạt 62% mức trước đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới dự báo đến giữa năm 2025, du lịch quốc gia sẽ phục hồi về mức trước đại dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng nhận định trong tương lai sẽ có những rủi ro đối với nhu cầu trong nước nếu kế hoạch triển khai ví kỹ thuật số của chính phủ được thực hiện cùng những lo ngại về gia tăng căng thẳng địa chính trị và giá dầu cao, những nhân tố có thể một lần nữa khiến lạm phát tăng vọt do Thái Lan phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Khoảng 80% bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng thực phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty dược phẩm Kobayashi đã đến bệnh viện thăm khám vào đầu năm nay hoặc sau đó. Đây là nghiên cứu do Hiệp hội Thận Nhật Bản thực hiện và công bố trong ngày hôm qua. Trong số 47 bệnh nhân tham gia khảo sát, 90% ở độ tuổi từ 40 đến 69 tuổi, trong đó 66% là phụ nữ. Hiệp hội Thận Nhật Bản cho biết không có báo cáo về trường hợp tử vong trong số 47 bệnh nhân trên. Khảo sát ghi nhận rằng người đến bệnh viện sớm nhất do vấn đề sức khỏe liên quan đến thực phẩm chức năng của hãng Kobayashi là vào tháng 11 năm ngoái. 46 trong số 47 bệnh nhân đã sử dụng thực phẩm chức năng chứa men gạo đỏ. Công ty dược phẩm Kobayashi đã tự nguyện thu hồi các sản phẩm. Khảo sát cũng cho thấy ít nhất 50% trong số 47 bệnh nhân trên cảm thấy khó chịu, chán ăn, tiểu tiện bất thường và rối loạn thận trong lần thăm khám đầu tiên đến bệnh viện. Về điều trị, 25% trong số bệnh nhân trên được điều trị bằng steroid, trong khi số còn lại chỉ được yêu cầu ngừng dùng các sản phẩm chức năng của hãng Kobayashi. Hai bệnh nhân cần phải chạy thận, song một người trong số này đã có dấu hiệu phục hồi. Vụ tàu hàng container đâm sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ đang đặt ra hàng loạt những câu hỏi về những nguy cơ tiềm ẩn đối với hơn 600.000 cây cầu tại nước này. Cầu Francis Scott Key đã được đưa vào sử dụng 47 năm qua và trong thời gian đó, công trình này chưa bao giờ phải chịu một chấn động lớn đến mức mọi người có thể nghĩ rằng nó sẽ bị sập. Các cuộc kiểm tra an toàn liên bang gần đây đối với cầu Francis Scott Key cho thấy cây cầu này ở trong tình trạng khá ổn và hoàn toàn đáp ứng được các quy định. Dù vậy, trên thực tế, hàng nghìn cây cầu ở Mỹ hiện trong tình trạng kém chất lượng. Hiện có khoảng 46.100 trong số 617.000 cây cầu trên khắp nước Mỹ, tương đương 7,5% có cấu trúc cũ kỹ và xuống cấp. 17.000 cây cầu có nguy cơ sụp đổ chỉ sau một cú va chạm. Các kỹ sư và chuyên gia cơ sở hạ tầng khác cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan, xe tải trọng lớn và va chạm từ các tàu container lớn gây ra rủi ro đáng kể đối với các cây cầu ở Mỹ. Các bang thường kiểm tra các cây cầu cao tốc ít nhất 2 năm một lần và phân loại chúng tốt, khá hoặc kém. Tình trạng kém đồng nghĩa một số bộ phận kết cấu của cây cầu ở trạng thái bị xuống cấp nặng. Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Mỹ cho rằng mặc dù những cây cầu có cấu trúc cũ kỹ không phải là không an toàn, nhưng chúng cần được đầu tư đáng kể để bảo trì nếu không có nguy cơ cao bị phong tỏa hoặc phải áp dụng hạn chế về tải trọng đối với các phương tiện lưu thông trên đó. Được biết, ngân sách quy định chi cho cầu đường và các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Mỹ là 110 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nhân tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tổ chức từ thiện Food Bank Ai Cập đã triển khai một dự án đầy ý nghĩa, đó là cung cấp hàng trăm bữa ăn mỗi ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Và đáng chú ý, những bữa ăn này đều được phục vụ bằng các bếp ăn di động để những người nghèo có thể thưởng thức nóng hổi ngay tại chỗ, giúp họ thêm ấm lòng trong tháng lễ mang tinh thần chia sẻ này. Tại một số khu vực, dự án cung cấp khoảng 500 bữa ăn mỗi ngày tùy theo nhu cầu thực tế. Dự án đặt mục tiêu mở rộng mô hình từ thiện này tới nhiều khu vực khác cho tới khi tháng lễ Ramadan kết thúc. Dự án có các bếp ăn di động nơi mà các đầu bếp có thể nấu được các suất ăn nóng hổi ngay trên phố rồi phân phát cho người dân. Bếp ăn sẽ có nhiều chặng dừng ở những nơi có nhiều người khó khăn hoặc những nơi đã đăng ký để mọi người có thể đến lấy đồ hàng ngày. Dự án có ý nghĩa trên được triển khai trong bối cảnh Ai Cập đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và lạm phát cao kỷ lục, khiến số lượng người phải sống dựa vào từ thiện tăng cao. Dự án cung cấp bữa ăn của Food Bank hiện đang được triển khai tới 4.500 ngôi làng trên khắp Ai Cập, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách hiện nay. Còn tại Bỉ, hàng nghìn cư dân tại thành phố Antwerp đã tập trung để cùng nhau chia sẻ bữa ăn trên một chiếc bàn tiệc dài tới 2 km nhằm kết hợp lễ Iftar của Hồi giáo và lễ Phục sinh của người Công giáo. Bàn tiệc này cũng đã phá kỷ lục bàn ăn cộng đồng dài nhất ở Bỉ.
Bàn tiệc cộng đồng ở quận Buckhead là sáng kiến do chính quyền Anwet cùng với nhiều đối tác thúc đẩy nhằm mục đích hòa nhập và kết nối giữa các nền văn hóa, nhất là khi xung đột đang bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới. Còn cách nào tốt hơn việc đưa mọi người đến bàn ăn này, cùng ăn uống và bắt đầu kết nối mọi người với nhau, cùng tìm thấy điểm chung và không để tâm quá nhiều tới những khác biệt. Chúng tôi cố gắng kết nối mọi người, bắt đầu từ những điều mà họ chia sẻ và dùng chính sự khác biệt, sự đa dạng trong tôn giáo, văn hóa để gắn kết mọi người lại, cùng trải nghiệm lễ hội của nhau. Có quá nhiều bất ổn trên toàn thế giới và bàn tiệc này là một minh chứng tuyệt vời cho việc thế giới có thể đi theo một hướng khác. Đây là lần thứ hai bị tổ chức sự kiện bữa tối cộng đồng, thu hút tới 7.000 người dân địa phương tham gia. Năm ngoái, khoảng 2.500 người cũng ngồi ăn trên bàn tiệc dài 1 km. Cũng như Giáng sinh, mùa lễ Phục sinh là khoảng thời gian quan trọng nhất ở trong năm đối với ngành kinh doanh chocolate và trứng. Tuy nhiên, tuần qua giá cacao thành phần chính để chế biến chocolate đã lập kỷ lục mới khi vượt mức 10.000 đô la một tấn trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Và không những thế thì dịch cúm gia cầm cũng đã đẩy giá trứng tăng chóng mặt. Sandrine Chocolate, một cửa hàng ở phía tây nam London, chuyên cung cấp sô-cô-la bỉ được chế biến thủ công trong nhiều thập kỷ qua. Và thời điểm này hàng năm, khách hàng mua rất nhiều sô-cô-la của cửa hàng để đón lễ Phục sinh. Thế nhưng việc kinh doanh trong năm nay lại khá ảm đạm. Nếu so sánh năm ngoái với năm trước, thì giá cacao đã khác rất nhiều. Tuy nhiên, do cửa hàng chủ yếu bán cho dân địa phương, chúng tôi đã phải trăn trở rất nhiều về việc đảm bảo mức giá cho người mua hay đảm bảo chất lượng và trọng lượng cho mặt hàng. Chỉ có thể tăng giá lên rất rất ít để giữ chân khách hàng, nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến doanh thu. Cô Madan chia sẻ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh khiến người dân quan tâm đến thực phẩm thiết yếu hơn là những món sô-cô-la ngọt ngào. Đối mặt với tình cảnh này, cô đã phải sa thải hai nhân viên của mình để duy trì hoạt động của cửa hàng. Mỗi ngày tôi đều phải nỗ lực để cân bằng sự chênh lệch giữa các mức giá đầu vào và đầu ra. Tôi hy vọng mình có thể tồn tại lâu dài ở đây vì tôi yêu cửa hàng và tôi không muốn bỏ nó đi. Không chỉ riêng ở London, người tiêu dùng tại nhiều khu vực trên thế giới đang phải chi trả nhiều tiền hơn cho những quả trứng hay chú thỏ làm từ sô-cô-la để đón lễ Phục sinh theo truyền thống. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đã đẩy giá cacao trên thế giới lên mức kỷ lục vượt 10.000 đô la Mỹ một tấn. Thời tiết xấu ở khu vực Tây Phi, khu vực trồng cacao lớn nhất thế giới, khiến nguồn cung khan hiếm và gây áp lực đối với giá thành sản phẩm. Giá cao quá nên tôi đã mua ít sô-cô-la hơn trước. Sô-cô-la đang dần trở thành một mặt hàng xa xỉ, chỉ có thể mua ít nên tôi muốn chọn loại ngon nhất. Nhiều doanh nghiệp sản xuất sô-cô-la đã phải tìm đến những thị trường cacao khác từ Đông Nam Á và Mỹ Latin. Để đảm bảo sản lượng, các công ty lớn đã buộc phải tìm nguồn hàng ở các khu vực khác. Chẳng hạn như Papua New Guinea, Venezuela, giá cacao tại đây cũng bắt đầu biến động. Bên cạnh sô-cô-la, các cuộc săn trứng Phục sinh cũng là một thú vui không thể thiếu trong dịp này. Đám trẻ nhỏ cầm những chiếc giỏ đan xinh xinh thi nhau xem ai là người tìm được nhiều trứng nhất. Tuy nhiên, số lượng trứng phục vụ cho các cuộc đi săn đã bị giới hạn lại vì giá của mặt hàng này đang ở mức cao đỉnh điểm tại nhiều nơi trên thế giới. Theo dữ liệu chính phủ, một tá trứng ở Mỹ có giá trung bình là 2,99 đô la Mỹ trong tháng 2, cao hơn 50% so với giá của thời điểm này 2 năm trước. Áp lực lạm phát đằng sau việc tăng giá trứng liên quan đến chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, tác động của cúm gia cầm đang lan rộng, cũng như những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Dịp lễ Phục sinh năm nay có lẽ sẽ chứng kiến xu hướng tiết kiệm lên ngôi vì không chỉ riêng sô-cô-la hay trứng, mà hầu hết các mặt hàng tiêu dùng khác đều đã lên giá trong thời gian qua, khiến người tiêu dùng quay cuồng trong cơn bão giá. Thưa quý vị, Thế vận hội Olympic 2024 và Thế vận hội Paralympic 2024 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 tại thủ đô Paris, Pháp. Và ngay từ bây giờ, các công đoạn chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã được chính quyền Paris triển khai. Đuốc và huy chương Olympic và Paralympic Paris 2024 sẽ được đựng trong những chiếc dương Louis Vuitton đặt riêng nhờ vào thỏa thuận tài trợ giữa thương hiệu thời trang hàng đầu của Pháp và ban tổ chức sự kiện.
Nhãn hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới Louis Vuitton mới đây đã công bố hình ảnh những chiếc dương đang được chế tác tại xưởng sản xuất nằm bên ngoài thủ đô Paris. Đây là những chiếc dương dùng để đựng huy chương, đuốc cho sự kiện Olympic và Paralympic vào mùa hè tới đây. Louis Vuitton đã sản xuất những chiếc dương cho sự kiện thể thao quốc tế kể từ năm 1988, gần đây nhất là giải vô địch bóng bầu dục thế giới được tổ chức tại Pháp vào năm 2023. Là một phần trong thỏa thuận tài trợ trị giá 150 triệu euro với Thế vận hội Olympic Paris 2024, một số thương hiệu LVMH sẽ góp mặt trong sự kiện thể thao này, bao gồm cả thương hiệu thời trang Chomet và nhãn hiệu thời trang Belluti. Tiếp theo bản tin sẽ là dự kiến những tin tức thời sự trong nước và quốc tế nổi bật mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo.